đi đi, hai đứa đi nè. Rồi giờ cả nhà mình đi xuống đi bơi nha, đi bộ xuống bơi nha. Đây biển này, mình sẽ đi xuống dưới biển tắm nha. Rồi mình tiến qua bên biển luôn nha, đi bộ qua bên biển luôn nha. Đi dậy xuống đây. Ôi cái gì? Dòng á. Bên đi trước đi Bên. Ai cũng dòng à rồi đó. Đây hồi đó ba ông còn sống ông đó con dòng ngon dữ lắm. Đúng rồi, ngon lắm. Con dòng nó như là cái con kỳ đài á. Cái mềm lắm, ngon bằng ngọc lắm. Ngọt lắm. Không bầm thôi, nó bầm lắm. Cứ nói con dâm nghe chung. Ngồi xưa cái con nó định nó nói con dâm. Ăn ngồi gì chưa có chứ cái con dĩa thôi. Dâm nó to. Sao tự thấy rồi. Nó bò gì chảy nó chạy rồi. Trời ơi. Trời ơi, nhỏ chiên thấy ớn à. Rồi xuống đi con. Nhập đoàn, lên nhập đoàn với anh hai. Rồi đi lại nè, cho ba tiền sướng đó nè. Chơi đi Biên. Bắt đầu mình tắm biển nha, một hai đôi xuống, mọi người xuống tắm biển nha. Rồi đi xuống nha. Xuống đi không? Xuống đi con, xuống kìa, đi ra kìa. Đi ra ngoài với mọi người kìa. Buổi chiều này sóng lớn quá.
thì sống đỡ quá. Mệt chưa? Rồi lại đi ngồi với ba nè, lại ngồi nè Xu. Đây đây Xu, lại ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống đi, ngồi xuống Xu. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống với ba nè. Đây sóng lớn không? Đây sóng lớn mà phải không? Đây sóng lớn mà. Bye bye con gái nha. Rồi con quay nè. Con gái nè. Ra xuống. Cây mắc quá à. Yeah yeah. Nhảy xuống. Làm cái coi. Thè cái coi. Thè cái coi. Đưa hai tay thè cái coi. Yeah. Hai con lại tắm đâu quay cái cả ba cái coi. Lại đây lại đây với ba. Rồi quay ba cho con cái nè. Chú bơi luôn. Yo. Bye nha, bye bye nha. Rồi bye bye mọi người, mình xuống mình tắm bơi luôn nha để quen vòng nha. Rồi tắm biển xong thì bây giờ gia đình mình đi lên tắm hồ bơi nha. Hồ bơi ở trên cái Apex Manali, tắm ở cái hồ vô cực là Pool Ba. Đây, để mình quay cho mọi người coi cái tiểu cảnh của cái hồ bơi vô cực. Coi như là cái mép là nó sáng là cái mặt biển luôn nha mọi người. Đó. Thế nè. Bin đâu rồi? Anh hai đâu rồi? Bin đâu rồi? Lại đây nè Bin. Bin đâu? Bên nước ở đâu rồi? À, bên nước đó hả? Sâu hả? Sâu không? Sâu. Sâu lắm không? Đút người không? Sâu không Bin? Sâu không? Đó, mọi người thấy cảnh hồ bơi vô cực này đẹp thế nào? Quá đẹp ha mọi người ha. Cảnh này đang lúc bơi là buổi chiều nha, nhìn nó giống như cảnh hoàng hôn vậy, cái mây trời rất là đẹp. Đúng chân nè.
xuống bơi đi con. Sâu quá à. Xuống bơi đi. Lúc đầu luôn hả? Lúc đầu luôn hả? Này cũng là cái dạng một cái ba nha bạn. Đúng là mình uống ly cà phê ở đây chỉ khoảng 35.000 một ly. Nói chung giá cũng rất là bình dân. Mà view rất là đẹp. Ờ, Subin bơi đây con. Subin ơi, bơi đây con. Đây, đây mình bơi nha. Đây là sát cái mép biển luôn nha mọi người. Sâu, bao quay sâu nè sâu. Nước tới cổ rồi. Không bơi hả? Con không bơi hả? Nước tới cổ. Nước tới cổ hả? Lúc đầu luôn hả? Nhón nhón á, con nhón nhón được mà. Nhón nhón nè, con cũng bơi được. Nhón nhón được mà.